Thì sau khi mà cài Windows xong á, chúng ta sẽ phải làm một việc rất là quan trọng. Đó là chúng ta sẽ phải cài driver cho cái máy tính của chúng ta. Ha. Thì đối với máy tính mà xài những cái cạc rời giống như mình ở đây, ví dụ như cạc màn hình rời, cạc wifi rời như thế này, thì chúng ta đều phải cài driver cho nó để nó nhận đúng cái driver và nó làm việc ổn định. Thì thông thường á, từ bản Windows 7 trở lên thì hầu như Windows nó tự nhận driver hết rồi. Nhưng mà cái driver mà Windows nó tự nhận ấy thì nó không có ổn định các bạn ơi. Nó không có ổn định ha. Cho nên chúng ta sẽ phải cài lại cho nó và cài thật là chính xác. Thì để biết được là những cái thiết bị này driver của nó là cái gì thì chúng ta cần phải coi những cái model của nó, những cái mã số của nó để chúng ta biết, và chúng ta tra cái driver của nó trên mạng ấy để chúng ta download về chúng ta cài. Rồi thì đầu tiên đấy, mình sẽ chia sẻ các bạn là cái driver cạc màn hình rời của mình nha, để các bạn sẽ biết cách để các bạn tìm driver. Rồi đầu tiên mình sẽ tắt điện đi đây, mình tắt điện đi nha. Mình tắt điện thì cũng như những cái bài trước, các bạn tắt điện xong các bạn nhớ là kích nguồn lại cho nó để cho nó khởi động, xả hết cái điện ra, xả hết cái điện thừa ra. Kích nguồn nó một lần nữa để cho nó xả hết cái điện thừa trong máy ra ha. Rồi, khi nó xả hết rồi thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là gỡ cạc rời ra và mình sẽ cho các bạn coi làm sao chúng ta biết được cái driver của nó là cái gì nhá. Đây mình sẽ gỡ cạc rời ra. Đây, các bạn sẽ gỡ cạc rời ra ha. À, gỡ cạc rời ra. Rồi thì thường thường á, ở trên cạc á nó sẽ có những cái tem ha, nó có những cái con tem như thế này, tem này, rồi nói chung là các bạn sẽ nhìn ở những con tem này. Thì những con tem này á, thường thường á, là những cái shop, cái cửa hàng mà người ta bán những cái cạc này á, là người ta dán lên cái tem của người ta, và trên những cái tem này người ta cũng có ghi cái mã số của nó luôn. Nhưng mà những cái mã số này thì những mã số trên những con tem này á, bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới coi thôi, bởi vì thường thường nó không chính xác. Các bạn hãy coi ở đây này, thường thường trên những cái cạc á, người ta sẽ, nhà sản xuất người ta sẽ đóng dấu cái tên model của cái cạc ha, đóng dấu cái tên model của cái cạc luôn. Đây ví dụ các bạn thấy ở trên cái cạc của mình đây, nó sẽ có cái dòng chữ ở chỗ này này, đây dòng chữ chỗ này này các bạn nha, đấy dòng chữ chỗ này thì các bạn có thể nhìn thấy này. À, có thể nhìn thấy là cái dòng chữ này nó là của hãng Gigabyte, và cái cạc này là cạc GVR 7240 OC2G ha. R7240 OC2G. Đó, thì chúng ta sẽ biết được cái tên của cái cạc là như vậy, cái model của cái cạc là như này. Và chúng ta sẽ lên Google, chúng ta download cái driver về, ta tìm cái driver, chúng ta download về, chúng ta cài nha. Đó, đó là cách mà để các bạn sẽ biết được là cái cạc gì và chúng ta download được cái driver cho đúng nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành là mình gắn cạc vào lại và mình mở máy lên để mình tiến hành mình download cái driver về nha các bạn nha. Đấy thì các bạn cũng làm như vậy nha. Và những cái cạc còn lại các bạn cũng làm như vậy luôn, tương tự. Ví dụ như cạc wifi này thì các bạn cũng làm tương tự luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình cắm vào lại và mình sẽ mở máy lên để mình download driver về nha. Rồi, thì đối với các cái linh kiện khác mà không sử dụng cạc rời, ví dụ như chúng ta có cái ngõ cắm âm thanh ha, thì nó sẽ gọi là cái cạc sao nghĩa là cạc âm thanh á. Thì thường thường nếu mà chúng ta không sử dụng cạc rời thì nó gọi là cạc onboard, cạc onboard nghĩa là cái cạc nó nằm ở trên cái mainboard chúng ta. Thì làm sao để chúng ta cài driver cho nó? Thì ở trên mainboard á, nhà sản xuất người ta cũng có đánh cái tên của nhà sản xuất và cái model là cái mã số của mainboard đó. Thì các bạn cũng nhìn cái model đó ở trên cái mainboard để các bạn lên Google, các bạn tra được cái driver của nó và download về các bạn cài.
Thì ví dụ ở đây ấy, cái mainboard của mình là các bạn nhìn này, cái mainboard của mình ở đây nó có tên là của hãng Gigabyte ha, mainboard của mình của hãng Gigabyte, và cái model của nó dưới đây này, ví dụ như là GAMA790 này đó. Đó, các bạn sẽ tra cái model thế này để các bạn lên Google, các bạn download driver về, các bạn cài cho đúng ha. Thì cái driver của mainboard ấy là nó sẽ chứa tất cả driver của các âm thanh, rồi driver các màn hình onboard luôn các bạn nhé. Cho nên các bạn sẽ lên trang chủ của hãng và các bạn download về. Thì như ở đây của mình ấy, là mình đang xài của hãng Gigabyte, cho nên mình sẽ lên trang chủ của hãng Gigabyte để mình download đúng cái driver của nó về, mình cài vào là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình mở máy lên và mình download driver về mình cài nhé. Thì một số điểm khi mà chưa cài driver các bạn sẽ nhìn thấy như sau này. Thứ nhất đó là cái độ phân giải của màn hình nó rất là xấu ha, nó rất là xấu luôn. Và những cái phông chữ ở đây này, nó cũng rất là to. Nhìn nó không được sắc nét, nó rất là xấu. Cái thứ hai nữa các bạn sẽ kiểm tra như sau này, các bạn sẽ thấy. Đây các bạn mở cái cửa sổ Explorer lên đi. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ bấm chuột phải vào cái mục mà Disk PC này. Phải ở đây các bạn chọn Manage. Rồi tại cái cửa sổ mà Computer Management này, các bạn chọn Device Manager. Rồi các bạn để ý cho mình ở bên này này, cái mục mà Display Adapter này, nó chính là cái cạc màn hình rời đó. Bạn bấm vào đây. Các bạn thấy là Windows 10 nó sẽ tự động nhận nhận driver cho mình, và nó sẽ có tên là Microsoft Basic Display Adapter, có nghĩa là driver tự động của Windows ha. Thì cái driver này nó sẽ không có đúng, nó nhận nhưng mà nó không có đúng, không chính xác, cho nên là cạc màn hình của chúng ta nó sẽ không có làm việc đúng chức năng của nó, và nó không hoạt động được hết công suất của nó, cho nên chúng ta phải cài driver cho nó ha, cho đúng ha. Rồi để cài driver các bạn sẽ làm như sau này, các bạn có hai cách để cài. Cái cách thứ nhất đấy là các bạn sẽ sử dụng cái tính năng mà tự động cập nhật driver của Windows ha. Các bạn bấm vào chỗ này này, bấm vào đây, các bạn chọn cho mình cái mục là All Setting ở đây này, All Setting, bấm vào đây. Rồi mở lớn này ra nha. Rồi các bạn sẽ có cái mục là Update and Security, các bạn click vào đây. Rồi bây giờ các bạn chỉ việc click vào cái mục là Check for Update ha, Check for Update, thì nó sẽ download tất cả những cái bản cập nhật mới nhất của Windows cộng với lại cái driver ở trong cái máy tính của các bạn ha. Tất cả những cái driver nào còn thiếu nó sẽ download về hết và nó cài đặt vào một cách tự động cho các bạn. Sau đó các bạn chỉ cần khởi động lại máy là xong ha. Đó là cách tự động. Nhưng mà cái cách làm này ấy, nó khá là mất thời gian, bởi vì nó sẽ download từ trên mạng về, nó rất là chậm luôn. À, rất là chậm. À, mình đã thử làm và có thể là cái mạng của nhà mình nó khá là cùi, cho nên mình mất thời gian khoảng cỡ 1 đến 2 tiếng đồng hồ để cài driver xong, nhưng mà được cái là tự động. Thì cách làm này các bạn có thể là làm trước khi mà các bạn đi ngủ ấy, các bạn bấm cho nó chạy, các bạn đi ngủ sáng mai các bạn ngủ dậy là nó sẽ xong ha. Đó là cái cách mà thoải mái nhất. À, còn không á thì chúng ta sẽ sử dụng cách thủ công. Thì trong video này mình sẽ sử dụng cách thủ công. Rồi đầu tiên á là mình sẽ mở trình duyệt lên. Giống như lúc ban đầu mình đã cho các bạn coi cái cách xem những cái mô đồ của cái thiết bị rồi. Bây giờ chúng ta chỉ việc download nó về thôi. Bây giờ đầu tiên là mình sẽ kết nối mạng trước ha. Đây, ở đây mình sẽ kết nối cái mạng của mình vào. Để mình gõ cái password vào đã nha. Đây là cái card wifi của mình, do Windows nó tự động nó nhận driver luôn. Mình sẽ lợi thế được cái phần này, do là máy của mình nó đã có mạng và mình sẽ download được driver trên mạng về. Còn nếu như máy các bạn cài xong mà chưa có card mạng, chưa vào được internet thì các bạn phải dùng một máy tính khác, hoặc là các bạn chạy ra ngoài tiệm internet á, các bạn download về, chép vào USB mang về cài nha. Rồi sau khi vào được đây rồi, mình sẽ vào cái trang Google để mình tìm ra cái driver cho mình ha. Google, đây Google. Thì lúc nãy mình có cho các bạn coi á là cái mainboard của mình nó của hãng Gigabyte, và cái cạc màn hình rời của mình cũng của hãng Gigabyte luôn. Cho nên mình sẽ vào thẳng cái trang chủ của Gigabyte để mình download cái driver về, mình cài cho nó được đúng ha. Rồi, mình sẽ search cái trang của hãng Gigabyte. Gigabyte.
Rồi, bấm vào. Sau khi vào được cái trang Gigabyte này, chúng ta sẽ vào cái mục là hỗ trợ này các bạn, hỗ trợ. Rồi, trong mục hỗ trợ này á, các bạn sẽ có cái mục là Product Support này, Product Support. À, các bạn click vào đây để nó hỗ trợ các bạn, hoặc là các bạn có thể chọn cái mục ở đây này. Chọn danh mục sản phẩm BIOS Driver Download này, bạn click vào đây. Đấy. Thì ở đây các bạn sẽ tìm đến cái mục mà Download Driver ha các bạn ha. Đâu để mình coi thử xem mục driver nằm đâu nha. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ chọn là cái cạc màn hình trước đi, cạc đồ họa là cạc màn hình nè. Bấm vào đây để chúng ta download driver cho cạc màn hình về trước. Rồi, nó có mục tải về nè các bạn. Cái chỗ này các bạn sẽ bấm vào đây. Các bạn chọn cho nó là cạc của cạc gì ha. Ví dụ như ở đây của mình là cạc Radeon R7 240. Thì mình sẽ chọn đúng là R7 240 ha. Đây các bạn. Đây là các bạn. Radeon R7 240 nè. Đấy, click vào đây. Rồi. Thì ở đây nó sẽ có model này. Lúc nãy mình đã cho các bạn coi của mình là GV-R7-240OC2GB ha. Và cái reversion này nè, các bạn sẽ coi cho nó đúng ha. Đấy, của mình nó là 2.1, thì mình sẽ chọn là 2.1 ở đây. Rồi, các bạn có thể gõ thẳng cái tên model nếu các bạn nhớ ha. Còn các bạn đã chọn ở đây rồi thì thôi. Còn nếu các bạn không muốn chọn đây thì các bạn sẽ gõ vào đây cho nó nhanh. Rồi mình ấn nút search ở đây thì nó sẽ tìm ra đúng cái driver cho mình nè các bạn, tìm ra đúng cái driver cho mình. Đến lúc này á, các bạn chỉ việc làm sao, các bạn chọn đúng cái hệ điều hành mà các bạn đang xài. Đấy, các bạn nhìn này, cái cạc nó đúng cái cạc của mình này. Đó. Rồi các bạn chọn đúng hệ điều hành. Ví dụ mình đang xài Win 10 64 bit thì mình chọn Win 10 64 bit. Rồi, tiếp theo nó sẽ có cái link này cho mình. Mình sẽ chọn cái link mình download về. Thì mình sẽ chọn ví dụ cái link từ châu Á này. Click vào đây, châu Á. Và nó sẽ download cho mình này các bạn. Nó báo này, thì mình ấn save và add ở đây này. Save và add. Ví dụ như mình để ở ngoài desktop chẳng hạn. Rồi click save. Đấy, nó sẽ tiến hành là nó download về cho mình ha. Thì nó mất khoảng mấy phút này. Đó, thì chúng ta sẽ chờ nó download về xong và chúng ta sẽ cài vào là ok. Rồi, thì trong khi chờ đợi nó download cái driver cạc màn hình về, chúng ta sẽ download cái driver cho cái mainboard nha. Đây, thì mainboard thì các bạn cũng làm như vậy thôi. Các bạn cũng vào cái mục là hỗ trợ ở đây. Hỗ trợ. Và kéo đây các bạn sẽ thấy có cái mục là chọn danh mục sản phẩm này. Bấm vào đây. Và chúng ta chọn là bo mạch chủ ha. Bo mạch chủ. Rồi, tiếp theo các bạn sẽ chọn là socket loại nào. Ví dụ như của mình là mình đang xài AMD. Thì mình sẽ chọn như đây là AMD. Của mình là AMD AM2 cộng. Mình sẽ chọn là AMD AM2 cộng ở đây ha. Rồi, chúng ta sẽ chọn tiếp chipset. Ví dụ như của mình là chipset của mình là 790 ha. Thì mình sẽ chọn là 790 ở đây. 790GX, 790FX, 790X này. Đó, chúng ta sẽ chọn cho đúng ha. Ví dụ của mình là 790 GP. Đây, GX. Đây, mình sẽ chọn G, GX ha. X là cái tiền tố, cái hậu tố về sau. Nó ẩn đi, đúng không? Chọn GX ở đây. Rồi, ở đây nó sẽ hiện ra này các bạn. Đấy, nó sẽ hiện đúng cái mainboard của mình luôn. Của mình là 790GP DS4H. Đây, đúng luôn. Đúng ở đây của mình luôn. Đó, mình chỉ việc chọn vào thôi ha. DS4H. Rồi sau đó mình click search. Đó, thì nó sẽ ra cái hình mainboard của mình luôn này các bạn. Các bạn có thể đối chiếu với cái hình để các bạn thấy là nó có đúng hay chưa ha. Đối chiếu cái hình xem nó đúng hay chưa. Sau khi mà thấy nó đã đúng rồi, nó đã chắc ăn rồi, thì chúng ta sẽ chọn cái hệ điều hành mà chúng ta đang xài. Thì ở đây nó cái driver này nó chỉ hỗ trợ cho mình đến cái hệ điều hành là Windows 7 là hết rồi. Nó không hỗ trợ Windows 10. Nhưng mà được một cái là cái Windows 10 nó đã tự động nó hỗ trợ cái driver rồi, cho nên mình cũng không cần cái phần này nữa ha. Mình không cần cái phần này. Thì đây mình chỉ cho các bạn cái cách để các bạn download cái driver một cách thủ công thôi. Còn do cái này Windows 10 của mình nó tự động nó nhận hết cái driver mainboard rồi, cho nên mình không cần nữa. Mình chỉ cần tải cái driver của cạc màn hình về, cài cho nó đúng.
Bởi vì cái card màn hình nó rất là quan trọng các bạn. Các bạn không thể để cho nó xài cái driver tự động của Windows được. Cái driver tự động của Windows nó không có đúng thì khi mà chúng ta làm việc hoặc là chúng ta chơi game nó sẽ không có được ổn định ha. Chúng ta phải cài đúng driver của nó. Rồi thì mình sẽ bỏ qua cái phần driver của mainboard do là nó không hỗ trợ Windows 10 64 bit ha. Rồi, chúng ta sẽ chờ cho nó download xong cái driver của cái driver card màn hình xong, mình sẽ tiếp tục chia sẻ các bạn nha. Rồi, sau khi mà download về xong á, chúng ta sẽ có được một cái file thế này. Ha, có một cái file thế này thì các bạn sẽ tiến hành là giải nén nó file này ra, nó là file nén ha. Rồi chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn extract all cho giải nén ra. Rồi ấn extract. Rồi, sau khi mà nó giải nén xong á, chúng ta sẽ có một cái thư mục thế này. Và chúng ta sẽ mở ra ha. Đây này, thư mục thế này này. Ta mở ra. Rồi, mở hết ra. Chúng ta sẽ có được một cái file cài đặt thế này nha. Cái này mình tắt này đã. Rồi, các bạn sẽ chạy cái file setup này. Rồi, ấn Z. Và chúng ta sẽ cài đặt ha, chúng ta sẽ cài đặt theo những cái hướng dẫn của nó. Rồi, chúng ta click Next. Rồi, chúng ta chọn Express luôn ha các bạn ha. Và click Next tiếp. Rồi, chọn Accept. Rồi, chúng ta sẽ để đây và chờ cho nó cài ha. Cài nào khi nào mà xong rồi thôi. Đấy, nó sẽ cài hoàn toàn tự động. Rất là nhanh thôi. Thì sau khi mà nó cài xong á, nó sẽ hiện ra cái bảng thông báo thế này. Chúng ta bấm nút Finish nha. Và nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải khởi động máy lại các bạn nhé. Cái bảng thông báo này yêu cầu chúng ta là phải khởi động máy lại. Đây, cho các bạn coi này. Cái bảng thông báo thế này ha, nó yêu cầu chúng ta là phải khởi động máy lại nha các bạn nhé. Đấy. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là bấm vào nút Z để cho nó khởi động máy lại thôi. Rồi, sau khi nó khởi động lại xong, mình sẽ gõ password vào để vào lại Windows ha. Rồi, bây giờ đã vào được trong Windows. Thì sau khi mà đã vào trong Windows rồi, các bạn nhìn này. Cái giao diện chúng ta khi mà nó nhận card màn hình rồi, nó rất là đẹp ha. Cái giao diện của nó rất là gọn gàng. Các cái biểu tượng cũng như là chữ nghĩa nó rất là gọn gàng luôn. Thì chúng ta sẽ vào lại cái chỗ này để chúng ta kiểm tra thử xem là cái driver nó đã đúng hay chưa nha. Các bạn chỉ cần mở cửa sổ Explorer lên thôi. Chờ một xíu các bạn nhé, cho nó khởi động xong đã. Rồi các bạn click vào This PC này, chuột phải. Và các bạn cũng chọn tiếp cho mình là cái phần là Manage. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem là nhận chưa nha. Các bạn cũng tiếp tục vào Device Manager này. Các bạn thấy bây giờ những cái chữ ở bên này nó rất là gọn gàng luôn. Nó không có còn bị răng cưa hay là to to như lúc nãy nữa ha. Rồi các bạn sẽ vào cái mục Display After, các bạn coi lại này. Đó, bây giờ nó đã không còn là Microsoft Basic Display After nữa ha. Bây giờ nó đã nhận đúng cho mình là cái card Radeon của mình ha các bạn ha. Đấy, các bạn có thể thấy đây này. Nó đã nhận đúng cho mình là cái card Radeon ở đây. Đó. Thì sau khi mà các bạn cài đúng driver, nó sẽ ra được như thế này. Đó, bây giờ thì cái card của bạn nó đã nhận đúng rồi và bạn sẽ làm việc được ổn định hơn. Rồi, thì cái video này mình xin được tạm dừng tại đây ha. Cảm ơn các bạn và đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Xin chào các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời gian để theo dõi video chia sẻ của mình. Nếu như các bạn thấy video này của mình hữu ích, các bạn đừng quên chia sẻ nó cho nhiều người khác cùng xem với nhé. Cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và bật nút thông báo để nhận được những video chia sẻ mới nhất từ kênh của mình nhé. Dưới đây là những video hữu ích khác dành cho bạn. Các bạn nhấn vào các hình vuông phía dưới để xem video nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và chúc các bạn thành công.